thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019. Linh Đan kính chào quý vị. Công luận Việt Nam phản ứng trước đề xuất thận trọng về văn hóa độc hại trước năm 1975. Luật sư bào chữa cho ông Trần Vũ Hải bị lôi ra khỏi tòa. Bộ phim của đạo diễn Mỹ về ca sĩ bất đồng chính kiến Mai Khôi ra mắt tại New York. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Công luận Việt Nam đang bày tỏ phản ứng bất bình, tức giận đối với phát biểu của nhạc sĩ Trần Long Ngân, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, khi ông cho rằng nền văn học nghệ thuật của miền Nam trước năm 1975 là độc hại vì xuyên tạc đường lối đúng đắn của Đảng. Phản ứng của cộng đồng mạng nổ ra ngay sau khi báo chí Việt Nam tường thuật lại buổi họp giao ban của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 11 với sự hiện diện của Bí thư thành phố Nguyễn Thiện Nhân. Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa, báo Phụ Nữ dẫn lời nhạc sĩ Trần Long Ẩn nói trong buổi họp. Đồng quan điểm với nhạc sĩ Trần Long Ẩn, tại buổi họp, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên cũng cho rằng giữa bối cảnh giới trẻ tin vào mạng xã hội với thông tin độc lạ mà không tin vào báo chính thống, thì văn học nghệ thuật của Việt Nam phải đứng vào vai trò như thời chiến. Ngay sau khi những phát biểu trên được công bố, công chúng Việt Nam đã lập tức bày tỏ sự phẫn nộ đặc biệt đối với nhạc sĩ Trần Long Ẩn, người vốn được biết tiếng với bài Một đời người một rừng cây, một bài hát từng mang lại nhiều cảm hứng về lý tưởng sống cho thanh niên, sinh viên giai đoạn sau năm 1975. Luật sư Nguyễn Duy Bình, người tham gia bào chữa trong vụ án vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải trốn thuế, nói với VOA rằng việc ông bị hội đồng xét xử hôm 14 tháng 11 cho một tốp cảnh sát ập tới kẹp nách bẻ tay lôi ra khỏi phòng xử án và sau đó bị kẹp cổ lôi lên xe đưa về đồn công an phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để câu lưu 2 tiếng đồng hồ là hành động vi phạm thủ tục tố tụng và lạm quyền. Tôi vừa hỏi xong như vậy và bị cáo Phương vừa mới trả lời xong thì lập tức bị vị chủ tọa mời ra khỏi phiên tòa. Tôi chấp nhận. Tuy nhiên tôi có quyền khiếu nại. Thì tôi mới khiếu nại câu thứ nhất, chưa nói được hết câu, thì lập tức bị một tốp cảnh sát xốc đến chẹp nách, bẻ tay là lôi ra là ngoài cổng tòa. Trong khi đó, báo Người Lao Động thông tin rằng luật sư Bình trong quá trình thực hiện việc bào chữa đã bị chủ tọa nhắc nhở nhiều lần. Thẩm phán Lê Thị Hạng đã yêu cầu đưa vị luật sư này ra khỏi phiên tòa. Luật sư Bình cho biết ông đã viết báo cáo kiến nghị lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đề nghị Bộ Công an xử lý tập thể cảnh sát tư pháp lạm quyền dùng vũ lực không cần thiết và có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ông Bình là một trong 60 luật sư xin tự nguyện bào chữa miễn phí cho vợ chồng ông Hải, theo thông tin từ mạng xã hội. Công an tỉnh Khánh Hòa hôm 7 tháng 10 đề nghị truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hải được biết tiếng vì những ý kiến phản biện và tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam. Một bộ phim tài liệu của đạo diễn Mỹ Joe Piscatella về sự nghiệp của ca sĩ bất đồng chính kiến Mai Khôi trong một xã hội với những hạn chế về tự do biểu đạt ở Việt Nam được ra mắt ở New York tối ngày 13 và 14 tháng 11. Bộ phim dài 75 phút cho thấy Mai Khôi biến đổi từ một ngôi sao nhạc pop trở thành một nhà hoạt động khi cô tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam, gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama và giờ đây là một nghệ sĩ bất đồng chính kiến, vận động cho nhân quyền Việt Nam và từng bị công an bắt giữ sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Đạo diễn Piscatella, người từng đoạt giải Sundance với bộ phim tài liệu về thủ lĩnh phong trào dù vàng của Hồng Kông Joshua Wong, nói ông chọn Mai Khôi cho bộ phim của mình vì cô đại diện cho lớp trẻ Việt Nam dám đứng lên thách thức nhà cầm quyền. Tôi thích làm phim về những anh hùng bất đắc dĩ, những người đứng lên chống lại những thể chế quyền lực. Và khi tôi tình cờ thấy câu chuyện của Mai Khôi, tôi nghĩ đây là một người đang làm chính xác những điều như vậy. Đây là một người dám đặt mình vào nguy hiểm để có thể làm điều gì đó lớn lao và đứng lên vì điều gì đó vĩ đại hơn bản thân mình. Trong bộ phim mất 2 năm để thực hiện này, đạo diễn Piscatella tập trung vào quá trình Mai Khôi và nhóm nhạc The Dissidents làm album Mai Khôi chém gió bất đồng trong bối cảnh sự kiểm duyệt chặt chẽ của nhà nước Việt Nam.
Thông điệp của bộ phim theo đạo diễn Piscatella là thậm chí tiếng nói nhỏ nhất cũng có thể gây tiếng vang, và ông hy vọng bộ phim này sẽ cho khán giả Mỹ và khắp thế giới biết rằng tự do biểu đạt không phải tự nhiên mà có, và để mọi người biết nhiều hơn về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của chàng trai tuổi 18 có tên Hoàng Văn Tiếp, một nạn nhân ở vụ 39 người Việt chết trong container tại Anh. Tiếp quê ở Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, ra đi nước ngoài tìm kiếm việc làm lúc mới 16 tuổi. Với chặng đường từ Nga sang Pháp và rồi chết tức tưởi ở Anh, ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân, kể. Con thì đi trên ngã xong rồi đi cái đường nào rồi đi sang Pháp. Thì em đang bên được hơn 2 năm rồi. Thì thực hơn 2 năm thì bên đi bị bắt ba lên bên Pháp rồi. Thì em nói là lại có kiểu người có vân tay rồi, em nói đi mà con ở lại đi. Hai anh bắt lên Việt Nam. Nên điện viên xin thưa cử xin bố mẹ đi, bố mẹ cho con đi Anh. Chi phí thì đi từ Nga, từ ở nhà mà từng Pháp thì hết 1.500. Còn mà dư phạt mà thân ảnh nó là hết mất gần 400 nữa. Con số 500 ở đây là nói tắt của 500 triệu đồng, bà Hoàng Thị Ái, mẹ của nạn nhân, cho biết. Anh em thì mượn cầm sổ đỏ lên trung xã rồi với mình nơi. Trước khi con ra đi mẹ ngang con thì con khoan đi, có chí thì con đi rải đi cho dư là trước chứ hết mà dư là cổ ra. Là cổ chứ hết mà nửa mượn lại tới thì từ từ con đi ạ mà. Con lại mẹ cứ cho con đi mà để khi con ra đi con điền cho anh lại đi. Anh ơi em ra đi em buồn lắm, mẹ cho em đi tìm cho em đi, mai cho em đi hết. Sở dĩ cả nhà bà Ái không đồng ý để Tiếp ra nước ngoài tìm việc vì khi ấy em vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên khi thấy nhiều nhà bạn bè đã giàu có nhanh chóng nhờ vào việc ra nước ngoài làm việc, Hoàng Văn Tiếp quyết định bằng mọi cách phải tìm đến nơi có thể kiếm nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Ông Lành kể tiếp. Mấy ngày lên nói lên đường đi là bữa em tuổi em 2 là em nó lên đường đi. Lên đường đi thì nó nhắn tin về cho mẹ, nói mừng đi cho chị là nói em tên con đường đi sang Anh. Thì tối mai thì anh nhắn tin về rồi là sáng hôm ba là có người đứng dậy là điền về cho con, là nói là đây có phiệt sổ máy nha. Tiếp ông nói với anh có chuyện gì à, nói bà cầm máy thì chuẩn bị tiền nói chơi em nó điền về mà nghe máy. Thế sau xong được là ngày mai đến 2 giờ chiều ông thầy chỉ cá con mới điền lại cho nó là nó bảo là chứ còn như bà chứ con đang chờ máy đấy. Đó, chiều là ngày cái tín là 30 tuổi, là ngày cái tín 39 người rồi lên, nó đúng hoảng hốt lên. Nhớ lại thời khắc hoảng hốt đó, bà Ái nức nở của nỗi đau người mẹ mất con. Đọc mà con nói là dư mình gia đình mình phải đưa bạc đi ra ngoài Hà Nội. Con nói nó quá xót xa, con đã đau, con đã chết rồi. Đi cuộc sống gia đình mà con phải chịu khổ. Thì con ngào con nói kinh tế của bộ của mẹ vất vả đi cho con đi để con hỗ trợ với bộ bên mẹ chứ tuổi còn khi nợ đợi mới đi mới có 16 tuổi mà. Tre già khóc măng, nguyện vọng duy nhất lúc này của gia đình ông Lành bà Ái là chỉ mong chính phủ hai nước tạo điều kiện đưa thi thể con trai của ông bà sớm về cho gia đình. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Sở Giáo dục Hồng Kông ngày 14 tháng 11 loan báo tất cả các trường tiểu học và trung học sẽ đóng cửa hết tuần này do làn sóng biểu tình chống chính phủ. Ít nhất một đại học ở Hồng Kông đóng cửa cho hết năm nay trước nạn bạo động leo thang. Đại học Trung Văn và các cơ sở đại học khác trên khắp Hồng Kông đang bị biến thành các pháo đài với các sinh viên biểu tình dựng rào cản để ngăn các nỗ lực của cảnh sát truy quét các khuôn viên đại học trong tuần này.
Sinh viên cho biết, trước tình hình bạo động căng thẳng, các lớp học của họ được đổi thành trực tuyến. Các cuộc biểu tình này khởi đầu từ một dự luật dẫn độ gây tranh cãi, mà qua đó, nghi phạm có thể được dẫn độ từ Hồng Kông sang Trung Quốc xét xử. Nhưng dần ra, các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ chuyển sang chống chính phủ, đòi dân chủ hoàn toàn cho lãnh thổ Hồng Kông. Triều Tiên ngày 14 tháng 11 loan báo nhận được đề nghị một cuộc họp mới với phía Mỹ, nhưng không hứng thú có thêm các cuộc đàm phán mà họ gọi là xoa dịu chúng tôi trước thời hạn chót vào cuối năm nay, mà Bình Nhưỡng đề ra cho Washington phải chứng tỏ uyên chuyển hơn trong thương thuyết. Ông Kim Jong-il, nhà thương thuyết hạt nhân của Triều Tiên, được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng đặc sứ Mỹ Stephen Biegun đã đề nghị họp lần nữa thông qua một nước thứ ba. Ông Kim và ông Biegun gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 10 ở thủ đô Thụy Điển, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí hồi tháng 6 về việc mở lại các cuộc thương thuyết bị đình trệ sau thượng đỉnh ở Việt Nam hồi tháng 2. Tuy nhiên, cuộc gặp tháng rồi giữa đặc sứ hạt nhân hai nước Mỹ Triều bị gãy đổ. Ông Kim tố cáo phía Mỹ không chịu đưa ra cách tiếp cận mới. Triều Tiên đang tìm cách dỡ bỏ chế tài, nhưng Mỹ nhất mực yêu cầu Bình Nhưỡng trước tiên phải giải giới vũ khí hạt nhân. Khói mù ở New Delhi và các vùng lân cận khiến học sinh phải nghỉ học, phụ huynh lo lắng về việc học tập của con em mình. Trước tình trạng khói độc, Cơ quan Kiểm soát Ngăn ngừa Ô nhiễm Môi trường của Ấn Độ ngày 13 tháng 11 khuyến nghị đóng cửa các trường học trong 2 ngày. Cư dân ở Noida, bên ngoài New Delhi, bày tỏ quan ngại về cách thức ứng phó không hiệu quả của chính quyền trước vấn nạn ô nhiễm và cho rằng cho nghỉ học không phải là giải pháp. Chỉ số chất lượng không khí đo được ở nơi đây hôm 14 tháng 11 là 472 trên thang 500, chứng tỏ có khả năng gây nguy cơ nghiêm trọng về hô hấp, theo cơ quan giám sát ô nhiễm của chính phủ. Nga bắt đầu lập một căn cứ trực thăng tại một phi trường dân sự ở thành phố Khamishli của Syria, theo kênh truyền hình Zesta TV của Bộ Quốc phòng Nga, loan tin ngày 14 tháng 11. Căn cứ mới được bảo vệ bởi các hệ thống phi đạn đất đối không Panzer. Ba trực thăng gồm hai chiếc pháo hạ Mi-35 và một trực thăng quân vận Mi-8 đã được triển khai tới đây và nhiều chiếc khác nữa sắp tới. Việc triển khai này diễn ra chưa tới một tháng sau khi lực lượng Mỹ rút lui ra khỏi khu vực với lệnh bất ngờ của Tổng thống Donald Trump cho quân rời khỏi một số vùng ở Syria. Nga trước đó đã bắt đầu dùng trực thăng quân sự tuần tra một vùng gần biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ quân cảnh Nga đang công tác trên thực địa. Bộ Quốc phòng Nga nói, căn cứ trực thăng mới sẽ tạo điều kiện cho họ làm việc hiệu quả hơn. Thị trấn nhỏ Himmelfort ở miền đông nước Đức ngày 14 tháng 11 có một vị khách đặc biệt khai trương bưu điện Giáng sinh, nên trẻ em trên khắp thế giới có thể gửi những lời ước nguyện Noel tới tận tay ông già tuyết. Thị trấn Himmelfort, nghĩa là Cổng Thiên Đàng, nằm ở phía bắc thủ đô Berlin. Nơi đây có dân số chừng 500 người, nhưng bưu điện của họ nhận được hàng trăm ngàn lá thư từ trẻ em trên khắp thế giới trong mùa Giáng sinh, biến nơi đây thành bưu điện ở Đức nhận được nhiều thư từ nhất. Ông già Noel trân trọng từng lá thư ông nhận được và cho biết mỗi ước nguyện của mỗi trẻ em là rất riêng tư và khác nhau. Ông hứa sẽ trả lời riêng tất cả những bức thư nào nhận được trước ngày 16 tháng 12 và trẻ em cũng như cha mẹ các em có thể tới đây thăm ông. Để hoàn thành lời hứa, ông già Noel có một đội quân phụ tá giúp ông hồi âm thư từ. Tất cả thư hồi âm của ông đều được viết trên giấy tái chế, nghĩa là quá trình trao đổi thư từ dịp Giáng sinh hoàn toàn thân thiện với môi trường. Trẻ em trên khắp thế giới có thể gửi thư cho ông tới địa chỉ 16798 Himmelfort, Đức. Và để được hồi âm, các em hãy nhớ phải để địa chỉ của mình nhé. Vào thời điểm cuối thu, khi cây cối đã chút lá gần hết, thì dọn lá khô trong vườn trở thành một phần trong danh sách công việc mà các gia đình tại Mỹ không thể bỏ qua. Mặc dù hôm nay đi làm về muộn, trời lại tối nhanh và khá lạnh, nhưng chị Tố Linh, một cư dân ở ngoại ô thủ đô Washington, vẫn phải tranh thủ cùng con trai gom lại hàng đống lá lớn trong vườn. Khối lượng lá phải thu gom mỗi dịp như thế này là không hề ít. Hơn thế, do mùa thu kéo dài hơn 2 tháng,
và cây cối cũng rụng lá rải rác trong những tuần cuối, nên thường thì chị và gia đình phải tiến hành công việc này nhiều lần trong suốt mùa thu. Hàng năm khi mà mùa thu xuống là lá nó rụng đó, thì tụi em là phải làm một lần là phải 3 lần trong một năm như vậy. Thì đây là đợt thứ nhì thì em đã làm rồi. Còn bây giờ lá trên cây nó vẫn còn nhiều lắm. Thì mình chờ tới khi nào mà lá nó rụng hết rồi đó, khoảng chừng 2 tuần nữa đó, thì mình mới làm thêm một đợt nữa. Lá khô sau khi thu gom sẽ được các gia đình đóng trong các túi ni lông sạch sẽ để ngay trước cửa nhà, để chờ được công ty môi trường thu dọn vào một ngày cố định trong tuần. Đây là một trong những điểm đến của các loại lá khô và thân cây mục ở ngoại ô thủ đô Washington. Thời điểm này cũng là dịp tất bật nhất ở đây, khi mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe thu gom rác thải cùng lá khô và thân cây mục từ các nơi tìm tới, để bắt đầu một quy trình tái chế rác tự nhiên thành các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Tại điểm đến cuối cùng này thì tất cả lá khô và thân cây mục thu gom từ các hộ gia đình sẽ được tái chế và xử lý. Tại đây thì chúng sẽ được nghiền nát và trộn với một số hóa chất cũng như đất nữa để tạo ra những loại phân bón để phục vụ cho việc trồng trọt trong mùa xuân. Và vào đầu xuân thì hầu hết các gia đình tại khu vực ngoại ô Washington thường bỏ thời gian lái xe ra tận đây để nhận những bao phân miễn phí về phục vụ cho việc trồng trọt trong mùa xuân tới. Mùa thu ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington có thể nói là một trong hai mùa đẹp nhất trong năm. Những hàng cây vàng đậm dưới nền trời xanh ngắt càng tăng thêm vẻ lãng mạn cho cảnh sắc thiên nhiên. Và việc dọn lá khô, đặc biệt là trong những ngày nắng ấm, cũng là một công việc thú vị đối với lũ trẻ, bởi chúng vừa có thể vui đùa thỏa thích trong vườn, vừa có thể phụ giúp cha mẹ. Quay trở lại với gia đình chị Tố Linh, dù đi làm về muộn và không kịp dọn lá trong một ngày ấm áp, nhưng đối với chị và gia đình thì đây là công việc mà ai cũng muốn hoàn thành, bởi ngoài việc giữ sạch sẽ cho khu vườn trong nhà thì đây cũng là một khởi đầu mới cho vòng tuần hoàn của thiên nhiên và cây lá. Quỷ Dracula, Frankenstein và những quái vật khác có thể có nguồn gốc văn học nghệ thuật, nhưng Hollywood đã biến chúng thành những nhân vật mang tính biểu tượng gây sợ hãi và ú tim khán giả trên toàn thế giới. Các nhà làm phim đã lấy khoa học và khảo cổ học làm nguồn cảm hứng cho những con quái vật trong phim. Sự kết nối giữa khoa học và nghệ thuật được trưng bày tại một triển lãm có tên Lịch sử tự nhiên của những nỗi kinh hoàng tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Los Angeles. Sau đây là tường trình chi tiết. Bước vào không gian này đưa quan khách quay ngược thời gian về thời kỳ mà Hollywood tạo ra những phim kinh dị rợn tóc gáy kéo dài nhiều năm. Tính từ khi những bộ phim đó được làm ra, thực sự đấy là cả một chặng đường để thấy những con quái vật khác nhau này đã được thể hiện và diễn giải lại như thế nào trong những năm qua. Khi bạn nhìn quỷ Dracula chẳng hạn, tất cả những gì bạn phải làm là nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng với bộ tuxedo bên dưới. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Bạn biết đó là Dracula sành điệu vào ban ngày và ma cà rồng vào ban đêm. Bạn nhìn vào Frankenstein, trang điểm màu xanh lá cây, cái đỉnh đầu phẳng lì và bù lông nhú ra khỏi cổ. Và bạn biết bạn đang nhìn thấy gì. Du khách có thể thấy các đạo cụ phim quái vật nguyên bản do hãng Universal hiến tặng, bao gồm cả quả cầu và dây xích đã xiềng xích quái vật Frankenstein. Ngoài ra còn có trang phục mô phỏng từ bộ phim Thủy quái đầm lầy đen năm 1954 với cái mang phập phồng. Ngoài đạo cụ, triển lãm này còn cho thấy các thực tế truyền cảm hứng cho những phim kinh dị của Hollywood. Millicent Patrick phác họa sinh vật này dựa vào các loài bò sát, lưỡng cư, cá và hình ảnh của các loài động vật đã tuyệt chủng để lấy cảm hứng. Một trong số những nguồn gốc của quái vật này đến từ việc phát hiện ra cá vây tay vào năm 1938. Vào thời điểm đó, một số nhà sinh vật học cho rằng loài cá này là mắt xích còn thiếu giữa các sinh vật biển và đất liền. Một quái vật phim ảnh nổi bật ở đây là xác ướp. Lớp vải bọc của một xác ướp thật ra được trưng bày gần vải bọc giả của bộ phim Xác ướp năm 1932, lấy cảm hứng từ việc khám phá lăng mộ của vua Tutankhamun. Đạo cụ này gần như giống với những gì bản gốc được tạo ra, vải lanh, được dệt rất thô, và trong trường hợp của chúng tôi dùng làm vải bọc xác ướp. Chúng được bôi đất sét Fuller để mang đến vẻ ngoài bụi bặm lâu năm. Chúng giống như một hỗn hợp bụi mà bạn sẽ sử dụng khi muốn làm một thứ gì đó nhìn cũ kỹ hoặc có vẻ gì đó bụi bặm. Trên thực tế, nó cũng được sử dụng trong trang điểm cho Boris Karloff trong phim The Mummy, Xác ướp.
Khi nói đến Dracula, đạo cụ dùng cho rơi quỷ được trưng bày cùng với một con rơi thật và thông tin về việc người châu Âu từng nghĩ ma cà rồng là nguyên do gây ra nhiều loại bệnh. Những con quái vật này có thể trông khác nhau và có những câu chuyện về nguồn gốc khác nhau, nhưng chúng có chung một chủ đề trong các bộ phim. Điều thực sự toát lên là những nhân vật này chỉ muốn được người ta yêu mến. Vì bạn thấy Dracula, bạn thấy Frankenstein, bạn thấy xác ướp, bạn thấy cô dâu của Frankenstein và những nhân vật chỉ muốn được chấp nhận. Và tôi nghĩ đó chính là một chủ đề phổ quát mà khán giả nhận ra. Đó có thể là một trong những lý do khiến các nhà làm phim tiếp tục làm những bộ phim quái vật nhiều năm qua, lấy cảm hứng từ những nỗi kinh hoàng của Hollywood này. Một thiết bị đột phá mới giúp những người khiếm thị nhận thức được thế giới xung quanh một cách sơ đẳng để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Sau đây là tường trình chi tiết. Jason Esterhazen nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng hay những chuyển động nữa sau một tai nạn xe hơi khiến anh bị mù. Nhưng với một công tắc, thế giới của anh bỗng tươi sáng hơn. Tôi vẫn không thể diễn đạt thành lời, ý tôi là từ chỗ mù hoàn toàn tối đen như mực đến việc đột nhiên nhìn thấy những tia sáng nhỏ lóe lên xung quanh. Mặc dù đó chưa phải là cảnh thấy được bình thường, Esterhazen đã định vị được thế giới xung quanh dễ dàng hơn. Có thể biết đâu là cửa, biết có hoặc hết vỉa hè hay chỗ băng qua đường đều là những điều cực kỳ có ý nghĩa có thể giúp những người này lấy lại một số chức năng độc lập. Đây là cách nó hoạt động, một máy phát điện nhỏ được cấy vào não. Sau đó, máy quay video trên cặp kính râm gửi tín hiệu đến bộ phận xử lý, rồi gửi trở lại kính để kính liên lạc với mô cấy ở não. Các tín hiệu tạo ra một mẫu hình cho vùng thị giác của não và cho phép người dùng nhận ra chuyển động và mẫu hình của ánh sáng. Về cơ bản, chúng tôi có máy quay video và bộ xử lý các chuyển động. Chúng tôi thực hiện các chức năng giống như chức năng của mắt thường. Esterhazen là một trong hai người Mỹ đang thử nghiệm công nghệ này. Có những chấm trắng nhỏ trên nền đen, nó giống như nhìn lên các vì sao vào ban đêm. Công nghệ có tên là Orion do công ty Second Sight sản xuất. Nó đang được thử nghiệm tại Trung tâm Y tế Đại học UCLA và Đại học E. Baylor. Esterhazen đang cố làm quen xem từng đốm sáng nhấp nháy tượng trưng cho cái gì, từ đó giúp cải tiến công nghệ này. Đốm sáng đó là một người nào đó đi ngang qua phòng hoặc đi ra xa, hay chỉ là một tia sáng chiếu vào tường. Thật tuyệt vời khi được một lần nữa nhìn thấy theo một cách nào đó. Esterhazen giờ đây có thể phân loại đồ giặt của mình và thực hiện các hoạt động thường ngày khác mà trước đây anh không thể làm. Băng qua đường dễ dàng và an toàn hơn nhiều đối với tôi vì tôi có thể nhìn xuống và chỉ đi theo vạch trắng được vẽ trên đường. Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này một ngày nào đó có thể giúp cho những người bị suy giảm thị lực, từ bệnh tăng nhãn áp và bệnh nhân tiểu đường cho đến những người bị mất thị lực hoặc bị mù bẩm sinh. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is act out, from the movie Home Again. This film is about a 40-year-old mother who separates from her husband. She begins a relationship with a much younger man. Listen for the phrase act out. Hi. So I'd like to offer to buy you drinks. Really? Yes. The manager is making me ask for your ID. Okay. I just always act out on my birthday. It's like my own personal New Year's Eve, so I just go like, what? And I just reel it back to normal. So, what do you think act out means? Is it behave badly or go outside? Listen again. Did you have the right answer? Hi. So I'd like to offer to buy you drinks. Really? Yes. The manager is making me ask for your ID. Okay. I just always act out on my birthday. It's like my own personal New Year's Eve, so I just go like, what? And I just reel it back to normal. To act out means to behave badly.
often as a way to deal with emotional stress. Children who are bored or want attention may act out. Adults act out too. In this film, the character reacts to a big life change by seeming to be carefree and irresponsible. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. You know, English is not a difficult language. Everyone can learn it. I'm not sure I agree with you. Why not? Some words are difficult to learn. Consider the words everyone and anyone. Oh, those are tricky. What's the difference? Let's find out. First, let's cover anyone and anybody. These two words are interchangeable. You could say, has anyone seen my keys? Or has anybody seen my keys? They would both be correct. Some language experts say anyone is a little more formal and is used in academic writing more often than anybody. Okay, does the same apply to everyone and everybody? Yes, it does. Now, I guess there is some difference between anyone and everyone? Yes, there is. Let's take the following sentence as an example. Everyone likes singing. Here, the meaning is that every person likes to sing. Now, if we said, does anyone like singing? That would refer to one person or more, but not necessarily all the people. Make sense? Yes, it does. Everyone refers to all, and anyone refers to one or more people in a group. Welcome to the Voice of America's News Words. This word comes from surprising news out of the United States. Fired. President Donald Trump fired James Comey as head of the Federal Bureau of Investigation. Why did you fire Director Comey? Because he wasn't doing a good job. Critics say he was fired because of the FBI investigation of possible links between Trump's election campaign and Russia. In this story, being fired means you lost your job. Trump fired Comey, so he no longer leads the FBI. Fire has other meanings too. If you fired a weapon, it means you took a shot. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.